Và tiếp theo thì Du xin mời lên sân khấu anh Tới ạ. B bên đội trung hợp. Anh Đạt, trời ơi xin lỗi. Đẹp trai quá lộn cả nhà ơi. Thiệt chứ. Bởi vậy cứ thấy trai đẹp cái quên hết là quên tên ta luôn. Xin lỗi anh nha. Hello. Lần đó đầu tiên xin chào quý vị khán giả ở đây. Vậy thôi ha. Mình giới thiệu gì dài hơn chút nữa đi. Em đang quý quá. Để tiếp tục chương trình xin gửi đến quý vị bài tân cổ Ai cho tôi tình yêu. Ừ vậy thôi luôn á anh. Nhanh gọn lẹ. À dạ thôi mình ca đi nha rồi mình giao lưu sau à dạ. Làm tim dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dây mừng nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người dâng tặng cho mình. Thank you.
một giọng ca rất là hay à. Là giờ có giao lưu nữa không anh hay xuống luôn anh? Ý là mình có giao lưu không hay là mình xuống luôn? Dạ không, ý là trò chuyện á. Dạ thôi à. Bây giờ mình làm rồi. Bởi vậy á cả nhà thấy không? Nếu trai đẹp lại sân khấu cũng không thành công. Dạ và một giọng ca rất là đặc biệt của anh Đạt. Và tiếp theo thì Dung xin mời lên sân khấu là cô Nguyệt ạ. Dạ có mời cô. Cô Nguyệt thì chia sẻ với Dung rằng cô thì ở nhà nội trợ thôi, nhưng mà chuyên nhận show đi hát đám cưới đám giỗ, cứ ai mời là cô đi hết. Dạ. Dạ này MC lên quảng cáo chứ thật sự không có. Chỉ ở nhà giữ cháu với lại ở nhà nội trợ phụ với dâu. Mà ai rủ dạ đi hát là đi không? À, rủ đi đi. Đó đi. Hai rủ cái là đi. Dạ. Bữa nay thì rất là mê hát luôn á. Rất mê luôn. Đam mê luôn, đam mê. Dạ ở nhà là hàng ngày mình coi cháu mình có bắt karaoke lên mình ca. Có. À dạ. Bữa nay thì cô sẽ gửi đến bà con cô bác bài gì ạ? À, hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Dạ, cả nhà cho con Nguyệt tràng vỗ tay ạ. Thank you.
là có ai đi hát không? Cũng có đi hát đám.
với lại cỡ anh Đạt cái lì à. Đúng rồi em. Vậy luôn hả chị? Chắc sư phụ Khương Dừa phải làm cái tour đi chợ Bình Điền gấp á. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Ôi ôi, bữa nay ba người chợ Bình Điền cả nhà. Dạ, tiếp theo thì vô xin mời lên sân khấu anh Đoạn ạ, quê ở Trà Vinh. Dạ, em xin mời anh. Anh Đoạn thì hiện nay anh nghề nghiệp của anh đang là tài xế cả nhà. Nhưng mà một cái giọng ca rất là đặc biệt, xin mời quý bà con cô bác ạ. Lời nói đầu tiên em xin gọi kính chúc bà con và các bạn trong hội quán Ngôi Sao Mặt Vườn lời chào thân thương nhất. Và sau đây em xin được trình bày một bài giọng cổ của soạn giả Diễn Châu, bài hát được mang tên Hàng Mật Tử. Cành liễu đời sao rằng càng gian ngủ tối
sân khấu bao giờ, nhưng mà có đi đám tiệc này kia thì có ca hát giao lưu rồi.